Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cây mai mà mình đặt mua ở trên mạng, là cây mai Đại Lộc nha các bạn. Hôm nay là ngày Tết, nó cũng nở ngày Tết luôn các bạn ơi. Cây mai này là mình đặt mua của một người bạn ở trên YouTube nha các bạn. Người bạn này thì ở quê Bến Tre, tình cờ mình lên YouTube là mình gặp bạn ấy đăng lên giới thiệu về cây mai này, mai Đại Lộc. Mình cũng đặt mua lại 4 cây. Lúc đầu mình cũng nghĩ là họ đặt ở trên mạng chắc là mình cũng không nên tưởng gì mấy. Đại Lộc là 49 cánh này các bạn. Mình sợ là bị gạt không à. Mình cũng đặt mua đại 4 cây thì bạn ấy cũng giao cho mình đủ 4 cây. Bây giờ chỗ bông này các bạn. Các bạn thấy bông đẹp không? Chỗ bông ra thì mình mới biết là mình không bị gạt nha các bạn, mình mới giờ mình mới là tin bạn ấy là bán hàng thật chứ không không phải là bán hàng giả. Lúc đầu mình cũng sợ sợ là bạn ấy là bán hàng giả. Thì hôm nay nó chọn bông ra mình thấy mình rất là mừng. Bông rất là nhiều cánh luôn nha các bạn ơi. Mà một cây gì có 50 ngàn các bạn, rất là rẻ. Tiền ship luôn thì khoảng vài chục ngàn, 4 cây khoảng vài chục ngàn các bạn. Này mai Đại Lộc mà ghép nha các bạn. Chỗ được 2 bông rất đẹp. Nó cũng còn hơi nhỏ nha các bạn. Đây là 4 cây mai mình đặt mua nè các bạn. Nụ này cũng sắp nở các bạn. Bông này nở nó tàn rồi các bạn, nó nở không có được đồng loạt, chắc con nở nó còn nhỏ thì nó nở không đồng loạt các bạn ơi. Bông nở trước bông nở sau à. Này cũng vậy nè các bạn, tàn 2 bông rồi, bông này sắp sửa nở, nụ này cũng gần nở. Này bạn ấy là trước khi bán là tao quấn rễ hết trơn các bạn, tao quấn rễ cái mai tao đã ghép vô người ta mới bán cho mình, sống người ta mới bán cho mình các bạn.